Xin chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến bài học của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với bài học cách sử dụng công cụ brush, công cụ pen tool, công cụ tools. Rồi trong đồ họa thiết kế như là trong thiết kế poster, cover, vân vân. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Rồi ở đây rồi. Rồi ta sẽ đẩy đi. Ok, ta sẽ kéo này. Ok, đây sẽ đẩy này. Ok, ta mở tắt đi, ta mở lại cho đỡ giật nhé. Rồi, ok nhé. Rồi. Ta sẽ kéo ra nhé. Rồi. Ok rồi. Ok. Ok. Và. Dạ. Dạ. Ok. Rồi, tất đẩy. Rồi. Rồi. Nó lại lên. Rồi. Rồi, ok đấy. Vào đây nhé. Dạ. Ok. Dạ. Ok. Rồi, ok. Rồi. Ok. Ok.
Rồi. 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 Rồi, ok. Ok, tôi sẽ chỉnh cái này nhé, xem nào. Rồi. Rồi. Rồi, thấy sướng. Rồi. Rồi, ok nhé. Đẩy lên nhé. Rồi. Rồi, ok. Ok. Rồi. Ô, xong này để chống đây nhỉ? Ok nhé, thì đây là chuẩn bị cái 18 này trên này. À, vô đây. Ta đẩy lên nhé. Dạ, ok. Ok nhé. Thì cái này ta đẩy lên. Trên này. Rồi. Ê, bố trí hơi mất thời gian, đúng không? Rồi. Rồi, nhắn cho nó xem ảnh nhé. Ok, cái này những ba hai cái kìa nhé, nó rất là nhiều đấy, rất là khó luôn đấy. Rồi. Thì ở đây tôi sẽ sửa cái này thôi, nó sửa. Rồi. Ok. Rồi, nhấn Ctrl S nhé. Rồi. Bây giờ ta sẽ kéo này. Rồi. Chữ 10, 11. Rồi. Rồi.
Rồi. Rồi. Rồi. 38. Rồi. Rồi. Ba tám. Rồi. 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 Rồi, ok đấy đây. Ok. Ok, tôi lại đây. Rồi. Rồi. Ok nhé. Rồi. Đây thì có để được hai hàng á. Rồi, 12. Rồi. Rồi. Đào nha, đào đây nè. Ta để lên trên nhé. Đây, ta để lên chỗ này thôi. Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ ta để đây. Rồi. Ta kéo lên nhé. Rồi. Rồi, ok đây nhé.
tôi đợi đây nhé. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Rồi ta sẽ chỉnh sửa lốt cho anh nhé. 38. Đây có 25 cái nhé. Bây giờ đây phần này ta sẽ tham sợ. SCP nhé. Ok. Rồi. Rồi ok. Rồi đây. Rồi ta kéo ra một xíu xíu nhé. Đây thì cái để mẹ được nhé. Ok. Rồi ta nhấn Ctrl S xe vào lại nhé. Như vậy là xong K318 nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo. Rồi, ok. 39 nhé. Đó. 39 này. À. Rồi. 39 nhé. Rồi. 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 Đó. Đây ta sẽ có rồi đó này. Rồi ta kéo vào. Rồi, tôi để đây nhé. Rồi, đây nha. Rồi.
chờ đây nhé. Rồi, tôi sẽ bố trí lại nhé. Rồi, bố trí lại. Rồi. Rồi. Rồi, tôi ở đây nhé. Ok, vừa đẹp. Rồi. Rồi, ok nhé. Hết từ này. Ok thì ở đây đây nhá. Rồi. À, 14 15 này. Rồi ok. Rồi. Rồi, ok nha. Rồi, đây, ví dụ như đây. Cái phần này, đẩy lên trên này. Đấy, cho này. Rồi. 38 này. Để lên nhé. Rồi, đấy đây. Rồi. Cái đấy xuống một chút xíu. Rồi. Rồi, đấy đây nhé. Rồi. Rồi. Ok, ta sẽ mở đây nhé. Rồi, hai nó bắt đầu từ tao bắt đầu từ hai nhé. Rồi. Đào đây. Rồi. 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 9 10 11. Rồi. Rồi. Rồi, ok, nhấn Ctrl S. Xem vào lại nhé. Rồi. Rồi, ok nhé, như vậy là xong cái phần lùi nhé.
Dạ, xin về nhé. Dạ. Dạ. Nhanh cho hết nhé. Dạ. Rồi, 39 nhé. Rồi, 39, 40 nhé. Ok. Ok nhá, như vậy là cái phần bất chỉnh lại một chút xíu thôi. Rồi đây đây. Dạ. Rồi ok nhé. Đây đây. Dạ ok, nhấn cả cho hết xe vậy này. Rồi. Bốn mươi nhé. 40 đây, ok. Còn... Dạ. Bốn mươi, xem. Dạ. 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 Ok. Dạ. Xóa đi nhé. Rồi bây giờ ta sẽ Ctrl C. Trên về này. Rồi. 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 Rồi, ok. Ok. Rồi. Rồi, khoảng lại. Rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ đẩy lên. Đẩy lên một chút xíu này. Rồi. Ok. Rồi, biết. Rồi. Rồi, ok nhé. Rồi. Rồi.
Rồi, ok nhé. Cái phần này xóa đi. À, ta cứ để đây nữa nhé. Đây là 05 này. Ta đã đẩy lên trên một chút xíu. Rồi. Rồi, ta đẩy cái này xuống dưới. Rồi, ở đây nhá. Rồi. 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 Ok nhé. Rồi. 27 nhé. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Rồi. Rồi, ok nhé. Ở đây. Rồi. Rồi, ok. Ok, giờ đây của ta sẽ có 42 cái đấy. Ok, rồi nhá. Rồi. Rồi ta sẽ đẩy một chút xíu vào đây. Ok, rồi. Nhấn cả cho nét nhé. Rồi. Close down. Close này. Rồi. X. Rồi. 8, 9, 10. Ok. Ok. Đây tận 39 cái mango first. Ok. Rồi. Rồi, nghe cái cho nét sẽ gọi lại nhé. Ok. Bốn hai ấy. Rồi. Rồi, xe vào bốn một. Rồi, 41 này. Rồi, căn thứ ở đây ta sẽ có file 41 nữa. Ok.
Ok, tại sao? Về. Rồi. Cho tới đây. Ok. Dạ. Rồi. Ok, nói lại nha. Mấy gì? Dạ. Rồi, ok. 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 Rồi. 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 Ok. Rồi. Dạ. 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 Ok. Ok. Em sẽ cho bài này đây nhá. Rồi. Dạ. Rồi. Ok. Rồi. Ta lưu lại nhé, nó sẽ chọn này, attach này.
CP 10. Rồi, ok nhé. Dạ. Ở đây thì sẽ có là 27 đúng không? 27. Ok, giờ chúng ta sẽ xong, tiếp tục xong câu 42 nhé. Để lên đây. Dạ. Ok. Rồi. Dạ. 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 Rồi đây sẽ rồi ok rồi ta sẽ chỉnh sửa cái phông này nhé, những cái phông bị lỗi. Dạ. Ok, tôi đẩy lên nhé. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Rồi, ok. Ok. Đấy trên này. Rồi. Sáu. Mười lăm. 15. À, thì trời không biết đường về. Đó. Đó. Rồi, ok nhé. Như vậy là tôi đã xong cái phần này. Dạ. Yeah.
Rồi. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Rồi. Đây thì ta sẽ ok, ship về này. Ok. Rồi, ok. Và những cái chốt S đây. Nào. Quay thì tôi lại nắm mà tôi rồi rồi xóa đi nhé. 42. Đó. Ok. Phút hai nhé. Bốn hai, ok. 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 Rồi căn C. Tắt đi nhé. Ok. Reply. Rồi. Ok, ta sẽ đẩy xem nào. Ok. Ok. Rồi. Rồi. Ok. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi. 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 Rồi.
Dạ. Ok. Rồi, ok. Rồi. Rồi, đây giơ tay lên. Rồi, ok. Có test đây. XCP. Ok. Rồi. Rồi, những cái test. Ok, như vậy là xong một cái nhé. Rồi. Ba tư, ba năm. Rồi, ok. Ok nhé, như vậy là ta tiếp tục sang. Ba nhé, ok. Bốn ba nhé. Dạ. Dạ. Bốn ba. Rồi. Bước lại nha. Rồi. 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 Ok. Rồi. Rồi ta x nhé. Xin về. Dạ. Dạ. Dạ.
Rồi. Ok nhá, như vậy là xong. Rồi. Dạ. Ok. Dạ. 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 Ok. Dạ. 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 Sao cái này nó ở đâu nhỉ? Xin về nhé. Rồi, ok. Đây, rất đẩy đây. Sige. Ok. That's right. Rồi. Nhưng cái chỗ đấy sẽ vào lại nhé. Ok. Rồi. Ba, bốn. Ok. Rồi nhanh có trái xe vào lại nhé. Đó. Rồi xe vào khác nhé. Rồi tầm 1-4 này. Ok. Bốn bốn này. Ok. Dạ. Rồi, ok. Để tôi xem đi.
Ok. Dạ. Dạ, ở đây. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ dừng bài học này đây nhé. Tại phần sau chúng ta chỉnh tiếp tục chỉnh cái phần 4 phần. Rồi, chúng ta xin chào các bạn video tiếp theo nhé.